Dù thất bại với tỷ số 0-3 trước đội tuyển nữ Mỹ trong trận mở màn World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được lời khen ngợi vì màn trình diễn tốt. Hàng thủ của những chiến binh sao vàng đã thi đấu kiên cường trước đội bóng mạnh nhất thế giới. Kết quả này tốt hơn nhiều so với Thái Lan ở giải đấu 4 năm trước khi họ thảm bại 0-13 trước đội tuyển Mỹ. Đội tuyển nữ Việt Nam mới lần đầu bước ra sân chơi World Cup, dù khởi đầu với một thất bại, nhưng họ đã để lại nhiều tín hiệu khả quan trước đội bóng mạnh nhất thế giới. Tờ Bô Thai, Thái Lan bình luận: Cô gái vàng Việt Nam thua 0-3 trước Mỹ. Tuy nhiên, trong bài viết, tác giả nhấn mạnh rằng đội tuyển nữ Việt Nam đã hứng chịu thất bại đáng khen ngợi với tỷ số 0-3 trước đội tuyển nữ Mỹ. Komchanuek, Thái Lan nhận xét: Mặc dù để thua từ sớm, ngay ở phút thứ 14, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã không vỡ trận. Chung cuộc, họ chỉ thất bại với tỷ số 0-3 trước Mỹ. Đây là kết quả tốt hơn so với Thái Lan cách đây 4 năm. Bola Sport, Indonesia đưa tin: Đội tuyển nữ Việt Nam làm khó Mỹ. Tác giả bình luận: Bất cứ ai cũng có thể dự đoán đội tuyển nữ Mỹ sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng ít người hình dung ra được Mỹ lại gặp khó khăn như vậy.